Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa chương trình Bạn Có Biết của chúng ta lại chào mừng sự trở lại của anh Hải Đặng. Anh là quân nhân hiện đang phục vụ trong lục quân Hoa Kỳ. Trước hết chào Hải. Dạ, em xin chào chị Nguyễn Phương Anh và chào khán thính giả của đài VNTV của mình. Trong suốt 4 tháng vừa qua phải không Hải? Thì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Không biết là trong thời gian vừa qua thì công việc của Hải có thay đổi và có gián đoạn như thế nào không? Hải vẫn phải làm việc bình thường hay như thế nào? Dạ, xin chia sẻ với chị và các bạn. Thì 4 tháng vừa qua thực sự là đúng là em thấy thay đổi rất là nhiều. Thay đổi cả cách sống, cách làm việc của chúng ta. Nhưng mà với những người lính như tụi em thì thực sự không có thay đổi về nhiều. Chỉ là giống như thì thời gian đầu giống như chúng ta vừa mới có lockdown đó, thì tháng 3, cuối tháng 3 cho tới khoảng đầu tháng 5 thì tụi em làm việc work from home. Nhưng mà nếu thực sự cần phải vào office để làm giấy tờ cho các bạn nè, lăn tay cho các bạn nè, thì tụi em vẫn phải vào office. Nhưng mà bên cạnh đó thì em không biết bên ngoài như thế nào, nhưng mà lính tụi em thì vẫn cái đãi ngộ, vẫn cái quyền lợi và những cái lương bổng này nọ, giờ giấc làm việc không có gì thay đổi nhiều chị ạ. Rất là hay. Thưa quý vị, nói đến đây thì chắc chúng ta cũng xin được hỏi anh Hải là anh Hải có thể giới thiệu đôi chút về mình, là cái cơ duyên nào mà anh Hải gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là với binh chủng lục quân Hoa Kỳ, có nghĩa là Army phải không anh? Dạ phải ạ. Dạ. Dạ, xin thưa với chị là thật sự là cái cơ duyên thì cũng rất là, phải gọi là em chưa bao giờ nghĩ đến là bản thân mình sẽ tham gia, gia nhập quân đội Hoa Kỳ và đặc biệt là lục quân. Thì cái cơ duyên là một lần đó ở trong cái college, ngày xưa em học ở trên Orange Coast College á, ở trên OC á, thì đang đi học thì thấy các anh tuyển mộ quân lính lúc đó mặc uniform thì rất là đẹp nè, rồi đi vào nói chuyện với các bạn thì em cũng chỉ đi ngang thôi. Thì cái mấy anh phát cho em cái flyer, em xem thì cũng thấy thích thú. Những quyền lợi đãi ngộ cho dù đang phục vụ hay là sau khi phục vụ nó quá nhiều đi chị. Thế là em suy nghĩ là thay vì em lại tốn thời gian đang đi học thì em tham gia quân đội Hoa Kỳ, là lục quân Hoa Kỳ, để đào tạo em một cái nghề, rồi em thích thì em đi nữa, không thích thì thôi. Và lúc đầu thì em nghĩ là mình chỉ đi 3 năm thôi, sau đó mình ra mình lấy cái quyền lợi đi để đi học đó chị. Thì sau khi em tham gia được 2 năm thì em thích quá, thế là em quyết định đã đi đến đến bây giờ. Và bây giờ thì em đã thực sự 10 năm trong quân ngũ. Wow. Anh Hải ơi, như vậy vì anh có thể lấy cái kinh nghiệm bản thân của anh để anh thấy là những cái quyền lợi mà khi mà chúng ta gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ như thế nào thưa anh? Dạ, thì quyền lợi, mà cái quyền lợi em rất rất là thích, và cái đó là lý do ngày xưa mà em đã gia nhập á, là thưa chị là nếu mà mình phục vụ trong quân đội, trong lục quân 3 năm mà mình không thích nữa, mình đi ra ngoài thì mình sẽ được cái quyền lợi là đi học gì ạ? Đi học, mình có thể đi học college cũng được, hoặc là mình đi học vocational tech school, mấy cái trường học nghề cũng được. Và cái thời gian mình được quyền đi học lên tới 3 năm là chính phủ sẽ trả tất cả tiền học cho mình, tiền sách cho mình, và điều đặc biệt là họ sẽ trả luôn cái tiền ăn ở dựa theo cái mức sống của cái trường mình đi học đó chị. Và em xin lấy thí dụ giống như ở trường SDSU ở San Diego của mình, thì nếu mà các bạn đi phục vụ 3 năm sau đó ra thì tiền học, tiền sách mình không nói đi, chính phủ sẽ trả trực tiếp cho trường, là coi như mình đi học mình hoàn toàn miễn phí. Thì hàng tháng, nó rất là hay chỗ này, là em rất là thích, hàng tháng mình được tới 2.500. Cái đó gọi là tiền hỗ trợ mình đi học, và mình chỉ có đi học thôi. Và mỗi tháng mình đi học mình sẽ được 2.500. Đó là lý do ngày xưa em đã muốn em muốn tham dự lục quân. Wow, đây là một cái thông tin mà các bạn trẻ của chúng ta đang theo dõi chương trình cũng Vân Anh tin chắc là các bạn sẽ chú ý và tìm hiểu thêm. Anh như vậy điều kiện để tham gia nó có khó không anh, hay là nó bình thường như thế nào? Dạ thì thật sự đa phần chúng ta nghĩ là tham gia lính lục quân Hoa Kỳ thì đòi hỏi về sức khỏe này nó rất là khó này nọ, nhưng mà thật sự các bạn ơi, điều kiện rất là đơn giản. Và điều kiện ở đây á, là tuổi từ 17 đến 34 tuổi, và mình sẽ thi đầu vào, và thi đầu vào á, là cái phần điểm yếu chắc
phần quan trọng nhất của bài thi á chỉ là toán và tiếng Anh, và em chắc chắn rằng á, toán là người Việt Nam chúng ta, các anh chị em chúng ta là rất là vững đó. Tiếng Anh thì mình chỉ trau dồi thêm một tí xíu thôi, tại vì vào đó không có cần phải giao tiếp hay này nọ, chỉ là phần viết đọc hiểu, nên là em nghĩ là tất cả các bạn Việt Nam mình là có thừa thừa sức mà để vượt qua cuộc kỳ thi. Rồi nói về vấn đề thể lực, nhiều người nghĩ là ồ phải có thể lực này nọ, nói xin thưa các bạn không cần, chúng ta chỉ có khám tổng quát sức khỏe thôi để xem mình có vấn đề gì trở ngại nếu mà khi mình phục vụ hay không, và thường lính thì chủ yếu vào cái vấn đề tâm lý thôi, còn ngoài ra đều là không có gì trở ngại hết, nên rất là dễ thôi chị. Và cái cuối cùng là thẻ xanh, rất là nhiều bạn nghĩ rằng là phải có quốc tịch mới được. Xin thưa với các bạn, một trong những quyền lợi nữa là của lính đó, đi lính đó, là mình có thẻ xanh và mình tham gia quân Hoa Kỳ, là khi về tới đơn vị của mình đó, là mình sẽ được làm giấy tờ để thi quốc tịch và hoàn toàn miễn phí. Wow, rất là hay. Từ hồi nãy giờ anh Hải đã chia sẻ với chúng ta những cái thuận lợi khi mà các bạn trẻ muốn gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là trong binh chủng lục quân, tức là Army. Như vậy thì có khó khăn nhiều không anh? Vân Anh cũng nghe nói là Có chứ. khi mà đi vào như vậy thì phải trải qua một cái thời gian khổ luyện, cũng có nhiều người drop out, thì anh có thể cho quý vị khán giả và đặc biệt các bạn trẻ biết là những khó khăn như thế nào? Dạ xin thưa với chị là cái khó khăn á, cái khó khăn bản thân em xin lấy bản thân em cái đầu tiên á, cái khó khăn đầu tiên là lúc vào cái 3 tháng quân trường á, là thực sự em không hiểu mọi người đang nói gì cả. Nhưng mà cái khó khăn đó thực sự nó trở thành lại cái lợi thế cho mình thôi chị. Tại vì lúc đó là mình sẽ được thì mình ở vùng San Diego này cũng có nhiều người Việt, thì cái vốn tiếng Anh mình sẽ không được khá hơn, nhưng mà mình khi mà mình vào cái môi trường đó rồi, tiếng Anh là cái thứ duy nhất mà mình phải sử dụng. Đó là cái trình độ tiếng Anh của em lên rất là khác khác xa liền, khác hẳn liền. 3 tháng quân trường rồi thể lực thì em tăng 20 cân, em tăng 20 pound lận, em lên 20 pound. Tất nhiên đó là muscle chứ không phải lại, tại vì tập thể dục hàng ngày thôi chị. Rồi những cái kỹ năng cơ bản của người lính, rồi cái kỷ luật, thì đó là những cái khó khăn. Tại vì các bạn trẻ thì thường ở nhà thì đã quen với cuộc sống thoải mái tự do tí xíu, thì vào đó thì sẽ kỷ luật nghiêm khắc hơn, nhưng mà thực sự cái khó khăn đó là cái lợi thế của mình thôi các bạn. Rồi nếu mà các bạn đi á, thì hãy xin thưa là phải xa nhà. Dạ, cái điều đầu tiên đó là, nhất là các bạn trẻ thì ngại xa Cali, tại vì Cali rất là vui nè, vùng San Diego mình nè, có biển nè, có núi nè, rồi tới mùa đông á, thích tuyết thì lại có nơi có tuyết để đi trượt tuyết nữa, thì đó là cái điều mà các bạn trẻ không muốn. Rồi xa gia đình, xa những cái nơi vui chơi, những nơi gắn bó với tuổi thơ của mình, đó là cái khó khăn mà lúc đó em thấy. Nhưng mà rồi cái em lại thấy được thì mình đi ra ngoài những bang khác, mình sẽ gặp những con người khác, mình gặp môi trường khác, cái đó lại lại tôi luyện cho mình để mình có thể đi đến bất kỳ môi trường nào, đến cái cuộc sống nào, mình cũng có thể thay đổi và thích nghi được một cách nhanh chóng. Chúng ta thấy có rất là nhiều vị luật sư, có bác sĩ, có y tá, có kỹ sư là những người gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ, phải không anh? Khi mà mình vô trong đó rồi, nếu mà mình muốn học những cái chuyên ngành đó thì như thế nào anh? Dạ Cũng vậy. thì dạ em xin thưa là thì em đã nhắc là mình thi đầu vào, thì mình dựa theo cái đầu vào đó thì Army lục quân sẽ bắt đầu offer mình, nói thì ok thì với cái điểm này thì các bạn, cái khả năng của các bạn, cái năng lực của các bạn, kiến thức của các bạn thì đang phù hợp với công việc này, công việc này, thì đó là mình sẽ lựa chọn công việc. Và với Army á, thì em chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều job, tới 152 ngành nghề trong 25 lĩnh vực ở bên ngoài, thì tất cả chúng ta có thể nghĩ đến bên bên luật nè, bên kỹ sư nè, bác sĩ, có quân y, rồi tất cả các ngành nghề chị, mình có thể nghĩ được ở bên ngoài có ngành nghề gì thì tất nhiên trong lục quân Hoa Kỳ sẽ có ngành nghề đó. Và vào đó, một khi mình vào đó rồi chị, mà mình tỏ ra cho họ thấy là mình không không cần có năng lực, mà mình có gọi là tiềm năng. Cái quan trọng ở đây là mình có tiềm năng để mình có thể phát triển hơn, có mình tốt hơn, có thể đi lên, là Army sẵn sàng sẽ train cho chúng ta, sẽ đào tạo chúng ta để trở thành những cái mục tiêu mà mình muốn.
Đó là như vậy, chứ thật sự là mình không cần phải là bác sĩ kỹ sư rồi mới 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 đi gia Đúng nhập rồi. vào bệnh viện. À, bên đây cũng được biết là khi mà chúng ta khi mà các bạn gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ đó, với những cái quyền lợi mà anh Hải vừa chia sẻ, thì vợ con cũng có những quyền lợi hơn là chúng ta không gia nhập, phải không anh? Dạ đúng. Thì với những người lính thì để cho người lính có thể mà yên tâm tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc của mình á, thì là chắc chắn là phải lo cho gia đình, nên là vợ và con thì chắc chắn là về những cái vấn đề y tế, sức khỏe và ngay cả việc học hành của người vợ sẽ được lo lắng chu đáo và tận tình thôi chị. À, bên cạnh đó cũng có những cái thuận lợi khác, mà ưu tiên khác mà một người bình thường không có. Thí dụ như là khi mà chúng ta đi mua nhà cũng có những cái thuận lợi riêng, phải không anh? Dạ đúng rồi. Nhắc đến vấn đề mua nhà đây á, là đây là một cái quyền lợi mà em rất là thích. Tại vì cái vấn đề mua nhà này á, là mình chỉ cần phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 90 ngày thôi là mình đã có thể được cái quyền lợi này. Và cái quyền lợi này họ gọi là VA loan, VA home loan hoặc là business loan nữa. Thường là nhiều người chỉ nghĩ là để mua nhà thôi, nhưng mà thực sự làm business cũng được nữa thưa chị. Và cái này á, là mình sẽ được VA home loan là zero down, là mình không phải cần để tiền down xuống và mình không cần phải trả tiền mortgage insurance. Rất là hay. Anh Hải, khi mà các bạn mặc bộ quân phục của quân đội Hoa Kỳ, ngoài những quyền lợi anh nói, chúng ta có một cái quyền lợi, một cái phần thưởng nó cao cả hơn, nó không Dạ có đúng. thể định bằng tiền hay là hoặc Dạ bất cứ đúng. một gì, đó là chúng ta phục vụ và bảo vệ đất nước Hoa Kỳ. Dạ. Khi mà các bạn đã có sẽ xanh, hoặc là sau này khi mà trở thành công dân Hoa Kỳ, thì đó là một cái sứ mệnh và một cái gì mà nó cao cả lắm, phải không anh? Anh có feel như vậy khi mà anh Dạ nghe? dạ thưa chị và thưa các bạn, em muốn chia sẻ về cái bản thân em, là lúc mà em vừa đi 3 tháng quân trường và học nghề về đó, thì lúc đó là trong em đâu có quần áo bình thường đâu, thì em phải mặc quân phục đi về. Và thưa chị, cái điều đó là làm em nhớ mãi tới bây giờ và em rất là muốn khóc luôn đó. Là lúc mà vừa xuống phi trường, vừa đi ra khỏi cái terminal gate á, là mọi người nhìn em và có vài người tới bắt tay em và ôm em nữa, là nói là đã cảm ơn, đã phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Và mặc dù họ không biết rằng em chỉ là một người tân binh đang đi về thăm gia đình thôi. Và điều đó đã thôi thúc em mà phục vụ đến bây giờ. Anh Hải ơi, chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn khó khăn nhất của đất nước Hoa Kỳ nói riêng và toàn cầu nói chung. Bên cạnh đó, những cái biến cố đã làm cho nền kinh tế của toàn cầu cũng như là tại Hoa Kỳ chao đảo, ảnh hưởng đến cuộc sống. Chúng ta thấy là các bạn trẻ bây giờ cũng có rất là nhiều người rất là lo lắng, không biết tương lai là như thế nào, không biết là nghề nghiệp của mình như thế nào. Thì nếu mà các bạn nghe lời chia sẻ của anh Hải ngày hôm nay, muốn biết thêm, không cần quyết định là phải gia nhập trong quân đội ngay, Dạ đúng. tham khảo thêm, chỉ tâm tình thôi với anh Hải thôi. Còn anh biết là anh Hải là một người rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình và lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho các bạn khi mà muốn hiểu thêm về cái chương trình. Dạ thì qua đây em muốn xin gửi lời đến các bạn trẻ, thì thật sự các bạn trẻ ơi, Hải đã từng bước qua cái quãng đời cũng như các bạn trẻ, là thưa với chị Vân Anh là ngày xưa em cũng gọi là lan man trong cái vấn đề là định hướng là mình học ngành này, nhưng mà thật sự ngành này nó có thực sự phù hợp với mình hay không, mình khoan nói là sau này ra làm có tiền hay không đã, mình có thể vượt qua được cái kỳ học hay không đã, rồi cái năng lực mình như thế nào, rồi tốn tiền tốn thời gian đi học. Thì đó là lý do tại sao lính nó rất là hay, là tại vì cái bài thi đầu vào họ sẽ biết được cái năng lực của bạn như thế nào, họ sẽ cho mình cái công việc. Và cái công việc lúc đầu thì em cũng nghĩ rằng là em nghĩ là em sẽ không có thể thích thích hợp cái công việc đó, nhưng mà rồi đi vào lính thì làm công tác 2 năm em rất là thích, nên là đến bây giờ là em vẫn còn ngồi đây và quyết định quay về phục vụ cho cộng đồng người Việt. Em xin có một lời nữa là gửi đến cho các bậc phụ huynh, là thưa các bậc phụ huynh, em hiểu giống như chị Vân Anh đã nói, Việt Nam mình đã trải qua cái cuộc chiến, nên là đa phần bậc phụ huynh mình lo lắng thương yêu các con, nên sẽ nghĩ là sẽ đi sẽ cực khổ. Em xin thưa là công việc nào nó cũng có cái mặt cực khổ riêng, nhưng mà về mặt lính thì em chắc chắn rằng mình nghe lính, nhưng mà thật sự không phải ngành nghề nào cũng phải đi ra chiến trường, không phải ngành nghề nào cũng phải xa nhà, nhưng mà ở đây
cho các em một cái gọi là để các em thử đi, thử sức mình. Rồi nếu không được thì các em quay lại, và các em quay trở lại thì các em đã được cái benefit giống như Hải đã chia sẻ là đi học. Chỉ cần đi học thôi đã có tiền rồi, lúc đó thì mình sẽ có an tâm hơn, mình tập trung vô cái việc học. Dạ, đó là như vậy. Và anh Hải ơi, bên cạnh đó thì không phải là chỉ có thanh niên mà nữ giới, Dạ các chị đúng. em gái cũng có thể tham gia được luôn phải không anh? Dạ đúng, sẵn chị vừa nhắc đến là các bạn nữ thì em xin chia sẻ là thời gian vừa rồi em công tác ở San Diego là em đã để vào bốn bạn nữ rồi. Thì bạn nữ đầu tiên, Wow. dạ bạn nữ đầu tiên thì bạn nữ công tác về ngành gọi là chuyên viên giao thông vận tải. Cái bạn nữ thứ hai á, là bạn chuyên về giống như em là chuyên về các ngành hóa học, sinh học. Rồi các tới bạn nữ thứ ba đó thì hiện tại là bạn sắp đi rồi, tháng 10 này là bạn sẽ đi ra quân trường, thì bạn là chuyên về giao thông vận tải, nhưng mà bạn này sẽ là người điều tiết giao thông vận tải, giống như là mình là một cái công ty đi, công ty vận tải, thì bạn công việc của bạn sẽ là điều tiết như thế nào, thí dụ muốn chuyển 10 tấn hàng đến bây giờ đi đi sang bên Texas sẽ như thế nào cho nó gọi là an toàn nhất, cho nó tiết kiệm nhất. Dạ, rồi còn cái bạn nữ vừa hôm qua bạn thi điểm khá là cao và bạn được cái ngành gọi là dental assistant Wow. vĩnh. Dạ, và bạn được thêm tiền bonus nữa, được thêm tiền bonus khuyến khích nữa. Dạ đó, thì đó em hy vọng qua cái những việc em chia sẻ thì cho các bạn thấy cứ không phải đi lính là phải là ra chiến trường, phải cầm súng ra chiến trường. Thực sự đúng, đi lính chúng ta phải có những cái kỹ năng cơ bản của người lính, phải biết bắn súng nè, phải biết lăn lê bò lết nè, nhưng mà thực sự ngành nghề nào của mình là mình chỉ làm việc đúng ngành nghề đó thôi. Giống như Hải hiện tại, Hải làm tuyển mộ quân lính thì công việc của em bây giờ chỉ là tuyển mộ quân lính thôi. Dạ, em cảm ơn chị Nguyệt Vân Anh hôm nay là đã cho em cơ hội lên đây một lần nữa gặp gỡ các bạn khán giả của đài VNTV. Rồi xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và mong rằng chúng ta cùng nhau vượt qua cái mùa dịch này. Cảm ơn Hải rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào mọi người.